Kết quả Pháp 2, không Morocco, Pháp đối đầu Argentina ở chung kết World Cup 2022. Ở trận bán kết World Cup 2022 giữa Pháp vs Morocco, các nhà đương kim vô địch thế giới đã giành thắng lợi nhẹ nhàng hai không trước, ngựa ô đến từ châu Phi. Như vậy, Pháp sẽ chạm trán Argentina ở trận chung kết, còn Morocco đối đầu Croatia tranh hạng 3. Ghi bàn Pháp, theo Herman 5, Muani, 79. Ở trận đấu này, huấn luyện viên De Sam xếp tiền vệ Fofana đá chính bên cạnh Tam. Trước đó, tiền vệ này được trao cơ hội ở trận gặp Tunisia tại vòng bảng. Bên cạnh đó, Konate cũng được chọn đá chính thay Upameno, người bị ống trước giờ bóng lăn. Bên kia chiến tuyến. Morocco bố trí sơ đồ gồm 5 hậu vệ, 4 tiền vệ và chỉ cắm mình Enesi ở phía trên. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Morocco cho thấy tại sao họ lại có thể lọt vào tới vòng 4 đội mạnh nhất World Cup 2022. Đại diện của châu Phi nhập cuộc tự tin. Họ cầm bóng tự tin, phối hợp mạch lạc và có thời điểm còn đẩy pháp vào tình thế chống đỡ. Nhưng rất nhanh, pháp khiến cho Morocco trở lại với thực tại. Phút thứ 5, sau cú sút đập trúng người cầu thủ Morocco cũng Mbappe bóng bật ra đúng chỗ của theo Hermandes và hậu vệ trái này lập tức dứt điểm tung lưới Bunu mở tỷ số cho Pháp. Có được lợi thế từ sớm. Pháp dễ đá hơn rất nhiều còn Morocco phải dâng cao đội hình để tạo ra sức ép lớn lên khung thành Lodric. Phút thứ 10, Onahi dứt điểm khó về góc xa nhưng Lodric vẫn kịp bay người cứu thua cho đội tuyển Pháp. 7 phút sau, Pháp đáp trả bằng việc ghi rút có pha tỳ đè rồi thoát xuống cực nhanh, đáng tiếc cú sút cuối của anh lại đưa bóng đi trúng cột dọc thời gian tiếp theo của hiệp một chứng kiến hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Trước lúc hiệp một khép lại, El có pha ngã người móc bóng ngoạn mục nhưng tiếc cho anh và đội tuyển Morocco khi bóng cũng tìm đến cột dọc. Sang hiệp 2, Morocco dâng cao tấn công quyết liệt hồng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng thủ của Pháp với cặp Konate và Ren đã chơi cực hay. Khi Morocco đẩy cao đội hình mà không ghi được bàn thắng, họ phải trả giá. Phút 79, từ nỗ lực đi bóng cùng Bappe, anh dứt điểm trúng chân một cầu thủ Morocco, bóng đổi hướng và Colo Muani lập tức ập vào đá nối nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Pháp. Chung cuộc, Pháp thắng Morocco 2, 0 và sẽ gặp Argentina trong trận chung kết World Cup 2022. Trong khi đó, Morocco sẽ đối đầu với Croatia ở trận tranh hạng 3. Đội hình thi đấu Pháp vs Morocco Pháp, Lodric, Cao Đen, Varen, Konatec, theo Hermandes, Quamun, Fofana, Dembele, Grimen, Mbappe, Giroud. Morocco, Bunu, Hakimi. Mayao, Amabat, Gues, Saiz, Jaiet, Onahi, Bufan, Yamit, Enesi.